Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với tập tiếp theo của kênh Jenny Beauty TV. Trước tiên hãy like và subscribe cho mình nha. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu cho mọi người một món ăn Việt Nam, đó là món bò nhúng giấm. Món này là đặc sản của ở đâu mình. Đúng rồi, cô mẹ mình á, tại vì mẹ mình nấu món này cực kỳ ngon luôn á. Thế nên hôm nay mình đã nói mẹ mình á là chuẩn bị cho mình một phần bự. Như phần này là cả nhà, cả mình bình thường ăn á. Hôm nay mình sẽ ăn khác. Thì ở đây á, nó gồm có bò. Thịt bò này là các bạn phải mua sau về cắt, sau về ướp. Ướp gia vị thì lúc mà cuốn thì mới ngon. Còn ở đây còn có rau tươi nè, rau thơm, xà lách, cà, với lại này là dưa leo, rồi bánh tráng. Còn cái này là một số đặc biệt của mẹ mình, đó là hành các bạn coi. Cái này là hành tây, với lại hành lá xào với dầu, mà trong này cũng có gia vị rồi, nó mặn mặn ngọt ngọt á, cuốn cực kỳ ngon luôn. Đây là mắm tỏi ớt. Đấy, mắm tỏi ớt nè. Còn đây là mình trong cái nước này á, là có dừa. Bạn mua một hai trái dừa bỏ vô, xong rồi bỏ thêm giấm, rồi bỏ thêm dứa nữa, mình bỏ lát dứa cho nó ngọt ngọt nước vậy đó. Xong rồi đi cùng ăn nha. Để mình bật bếp lên nè. Thì cái bếp này cũng có thể vừa nướng mà vừa ấy luôn ấy. Thì mình sẽ vừa nướng vừa nhúng luôn nha các bạn. Này là bánh tráng nè. Bánh tráng này thì nó hơi bị nó cứng, các bạn nhớ chuẩn bị một cái có cái dĩa, các bạn nhúng ít nước lên cho nó mềm bớt. Cho nó mềm mềm á. Xong rồi các bạn ăn thôi. Trong lúc mình đợi nước này sôi thì mình sẽ ăn trước thịt bò nướng nha. Mẹ mình mà ướp thịt là cực kỳ ngon luôn á. Không ở đâu mà giống hết á. Không ở đâu mà ngon bằng luôn. Nước sôi nè, mình sẽ bỏ vô đây. Này phải có bún nữa nè. Ê. Mình tay lên cho nó lẹ. Bò chưa chín. Mình nước ăn đôi giúp cá nữa. Rồi bây giờ để thịt lên đây. Rồi mình ăn với thịt này đó nha. Ngon quá. Ngon quá. Nóng.
để dành đây. Bằng lửa nhỏ lại nè. Sau đó mình trời, mình chan nó dính vô cho mình. Mình bỏ nhiều nước quá nó dính ở trong này luôn rồi nè. Không sao hết, là mình ăn là chét một miếng lên nè cho mọi người coi nè. Sao đó chấm miếng nó bự quá. Ây da. Mình cuốn hơi xấu. Phần này là 1 kg thịt bò các bạn. Thịt bò các bạn phải nhúng nhanh lên nha, mình để lâu quá nó sẽ bị dai á. Ây da. Ăn cái món này nó hơi cực là phải cuốn từng cuốn vậy đó. Các bạn mà có ai cuốn giùm mày đỡ rồi.
Cái nước mắm chấm miệng mình làm cay quá. Cái món này mà lúc mà gia đình bạn họ mặc á, cuối tuần này nè, làm món này là ăn là phê luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Món này ăn một lần là ghiền luôn á nha mọi người. Mọi người cứ thử xem. Tuần nào mình cũng đòi mẹ mình làm món này mình ăn hết trơn á.
một cuốn siêu bự nè. Biết mình ăn không biết có bỏ vô miệng hết không nè.
Thơm quá. Mình thấy Việt Nam mình á cũng có rất nhiều món cuốn ngon, như là món nem cuốn nè. Nha Trang mình thì có món nem nướng cuốn, ở Sài Gòn thì có món gỏi cuốn gì gỏi cuốn, mì cuốn, thấy gì cũng ngon hết trơn á. Còn có cá chiên cuốn nữa nè. Nước nó bắn.
hôm nay mình đã ăn rất 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 là ngon. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tập tiếp theo. Tạm biệt.